Thấy đôi bàn chân đen ngòm rồi, Nico đốt cũng đã bị phát hiện mà thôi. Một khẩu USP cố gắng đinh đầu, mà chạy đi đâu đây? Kixon hạ cũng được đi vị trí của Art. Cello đã có mặt ở trên Heaven. Và phía sau lưng anh ta là Nico đốt và đã nhổ thành công cái gai Nico đốt rồi. T-Sys lao lên với một khẩu 5-7 thành công hạ cục đối phương. Unit có thể tạo T-Sys một lượt bắt lại được vị trí của Nutzy. Kixon còn 6 máu và Shoots là player duy nhất còn khỏe bên phía của Heroic. Kixon nằm xuống, Shoots góc khó. Trên đầu có người, sau lưng cũng có, và đó là 3-0 người cho Furia. Nhưng mà để xem là liệu map thứ hai này thì sẽ nào đây. Spam tốt đến từ vị trí của Nikodot, bớ được AT. Đây là những cái cơ hội từ phần của Heroic. Và Kixon bắt thêm cả Serato. Đây rồi, hình như là bắt đầu có thể hóa giải được vấn đề. Ôi dồi ôi, cái gì đấy anh ơi, ra rồi. Ba chốc rồi. Đi qua outside thì mất tới 4 quả smoke. Thực sự là đánh nhanh là một cái cách đánh chung đấy bây giờ không còn phù hợp với Furia. Đã qua một cái giai đoạn mà Art cầm off. Ra bây giờ để mà Fallen có một tình huống instant headshot, đó là điều có thể xảy ra. Hạ gục đi với chiếc của Nikodot rồi. Nutzy đổi mạng thành công cho người đồng đội của mình, nhưng Shoots đã phát hiện được đối phương. Double kill cho vị trí của Shoots. Art nhặt được về một khẩu M4S. Hơn bắn thì nó lại là lỗi. Còn nguyên dành cho Furia. Đến Last bomb, đánh thẳng trong khu bomb sai A. Hai mạng dành cho Nutzy và Kixon. Art truy lùng, không được rồi, chỉ là một mạng mà thôi. Fallen tới chơi. Anh già Fallen làm một. Tình huống trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết dành cho các thành viên bên phía của Furia. Fallen một mạng, không phải là double kill, rất nhanh đến từ anh già duy nhất bên phía Furia. Và lần này thì họ muốn thách thức khu vực B-RAM ngay lập tức với những khẩu súng Mark 10 chạy bắn rất nhanh. Nikodot đang kê lại với AK. Wow, anh ta nằm lại trong vòng tay của cây Serato. Và tiếp tục là những cú nhảy bắn thì không có thêm bất ngờ được tạo ra khi một Kixon vẫn làm tốt với một khẩu Gali trên tay. Lần này thì sao? Lần này thì đi. Lần này thì anh đi hẳn. Ngã thẳng cẳng luôn. Celo chưa spam một xíu nào và đợi đối phương. Anh em biết được đối phương sẽ tấn công vào mini. Cây Serato có một, Celo làm đôi. Kixon hạ cũng đi với chiếc cây Serato. Sau đó thì Yuri đổi mạng. Những Kixon đã cũng đi Yuri và đem tình huống về là 1vs1 đối đầu với Art chiến tài làm khẩu MP9. Đang về từ Heaven và có vẻ như Kixon đã quái hơn. Chui ngược trở lại trong nhà hát. Kixon rồi, lộ rồi. Sẽ biết là vị trí của Art đang ở đâu. Kixon sẽ chờ. Đoán wow tốt. Đoán quá tốt đến từ Art. Sẽ chỉ có Lost Burner là 2k4 thôi. Nên là mặc dù trên lý thuyết là 6 cái map point, thì thực tế là trừ đi những Clavico nó chỉ còn lại 5 cái thôi. Ôi tôi xong rồi. Ôi. Chết luôn ở đây chứ còn chẳng có cái map đứt, chẳng đứt. Có cái map point nào được cứu nữa đâu. Có lẽ 3 là đứt. Người. Có lẽ là đứt rồi. Tầm này thì có lẽ chúng ta chuẩn bị đến với cả map thi đấu Overpass thôi. Một map thi đấu mà khuyến cáo là các bạn không nên ăn no sau khi xe. Bởi vì khi mà ăn no rồi, đã buồn ngủ rồi mà xem map Overpass thì thực sự là nó sẽ lại díu nữa vào luôn. 5 vé tài, tôi không nghĩ ra một bất kỳ một kịch bản nào phải cho cái việc của Furia cả. Bây giờ thì Serato Fallen mà chia nhau ra thì khác gì là có chỗ đâu cũng chưa làm hai đâu. Nhưng Serato đứng vững, Fallen ơi. Xem kịch bản rồi. Của ta đây. Ô, từ, chưa hết. Xem kịch bản của ta đây, Fallen kê ngược trở lại lên khu vực Heaven và Fallen. Hãy xem kịch bản của ta đây, vòng ra outside, không được rồi. Nhưng không sao cả, có thông tin hai người còn lại yếu. Nhưng mà vấn đề Serato làm được, cây Serato đang đoán. Serato cũng lộ rồi. Cây Serato di chuyển ra mini và cây Serato đoán đúng rồi. Nico đang ơi. Chờ bên kia là gói. Và đó là một điều giữa Furia và Heroic.